bộ đôi thuốc nhỏ điều trị bạch lương Miloap thuộc khoa tiêu hóa Milogap. Miloga TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Chào bạn, tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của dược phẩm Bilora. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề liên quan đến sức khỏe hệ tiêu hóa, đó là bệnh mạch lương. Trong video này chúng ta sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu bệnh mạch lương là gì. Thứ hai, nguyên nhân các yếu tố nguy cơ gây bệnh và tác hại của bệnh mạch lương. Thứ ba là phân tích phương pháp Tây y điều trị bệnh mạch lương hiện tại. Sau đó là làm thế nào để có thể điều trị thành công bệnh mạch lương. Thứ năm là giới thiệu giải pháp điều trị mới nhất bằng thuốc thảo dược. Cuối cùng là điểm lại các ý chính và nêu quan điểm của cá nhân tôi về bệnh mạch lương. Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nội dung chính đầu tiên. Bệnh mạch lương còn gọi là bệnh rò hậu môn, là từ dân gian để chỉ một tình trạng bệnh lý lét da dai dẳng kèm theo rỉ mủ với những hang hốc và đường hầm ngoằn ngoèo ăn sâu dưới da. Mạch lương không có liên quan gì đến bệnh trĩ. Người ta phân biệt hai loại mạch lương. Thứ nhất, do viêm tuyến mồ hôi nhờn, một trong ba loại tuyến mồ hôi của da, có nhiều ở mông, nách và vùng bẹn. Các vùng mông hay nách hay bị mạch lương nhất. Khi tuyến mồ hôi nhờn bị rối loạn, bị nhiễm trùng thì phát sinh hiện tượng viêm và hoại tử. Triệu chứng, da bắt đầu nổi cục cứng, đỏ và đau. Sau đó cục này bị mưng mủ và vỡ giống như nhọt. Do bị kinh niên và tái phát nhiều lần, viêm nhiễm sẽ lan xa và ăn sâu dưới da, tạo thành hang hốc và đường rò da. Bên trên bị loét mà ta thường gọi là mạch lương. Mạch lương ở vùng mông có thể ăn sâu vào trực tràng và hậu môn. Khi đó, bệnh càng trở nên dai dẳng khó trị. Bệnh có thể gây biến chứng hẹp hậu môn. Thứ hai, do lao da. Vi trùng lao có thể nằm ở mạch bạch huyết dưới da, xâm nhập trực tiếp vào da, gây ra viêm nhiễm, loét da và đường rò ngóc ngách, giống như quá trình của viêm tuyến mồ hôi nhờn. Lao loét cũng có thể ăn thông vào trực tràng. Đôi khi lao tấn công vào vùng tinh hoàn, làm cho người bệnh bị mạch lương vùng tinh hoàn. Đặc điểm của cả hai loại mạch lương trên là loét rỉ, nhầy mủ. Bệnh mạch lương là hậu quả của một áp xe quanh hậu môn trực tràng không được điều trị, vỡ ra tạo thành đường rò. Như vậy, mạch lương và áp xe trực tràng là hai giai đoạn của một quá trình bệnh lý. Áp xe là giai đoạn cấp tính, mạch lương là giai đoạn mãn tính. Hướng điều trị bệnh mạch lương cụ thể như sau. Nếu nạo tẩy vết thương rồi bôi thuốc thì chỉ chữa được ở cửa hang. Cửa hang có thể được lành lại nhưng vài ngày sau đó mủ trong hang lại đùng ra và phá vỡ. Nếu dùng thuốc kháng sinh để tiêu diệt vi trùng trong toàn bộ hang ngách thì vi trùng sẽ chết hết, nhưng xác vi trùng, máu mủ và các hoại tử vẫn nằm trong hang, và không lâu những phần tử ngoại sinh này sẽ lại gây vết viêm mới. Trường hợp mạch lương đi trong vách trực tràng lên tận bên trên vùng hậu môn trực tràng thì việc giải phẫu là điều bắt buộc. Nếu như điều trị không cẩn thận sẽ gây ra một tai họa vĩnh viễn cho bệnh nhân là mất tiết dục hậu môn, gây đại tiểu tiện mất tự chủ. Ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho bạn một giải pháp mới để có thể điều trị thành công bệnh mạch lương. Chúng ta sẽ sử dụng bộ đôi thuốc thảo dược từ thiên nhiên Biloap gồm Horse Chestnut và White Oregano Oil. Đây là hình ảnh thực tế của bộ đôi sản phẩm, bạn có thể xem qua. Bộ đôi thuốc thảo dược Biloap gồm Horse Chestnut và White Oregano Oil có tác dụng lại bỏ viêm nhiễm và vi khuẩn gây hại, phục hồi ổ viêm loét và cải thiện tuần hoàn máu, rất có lợi cho người bệnh mạch lương. Sản phẩm đầu tiên Horse Chestnut với thành phần chính là Horse Chestnut hạt giã ngựa và Grape Seed hạt nho. Horse Chestnut hạt giã ngựa có tác dụng lại bỏ viêm nhiễm, điều trị viêm tĩnh mạch, giúp tăng độ đàn hồi tĩnh mạch. Hoạt chất Escin trong Horse Chestnut giúp giảm phù nề, tăng độ đàn hồi tĩnh mạch và tăng lưu thông máu. Grape Seed hạt nho giúp chống lại các gốc tự do, chống viêm, ngăn sưng, viêm mạch máu. Proanthocyanidin trong Grape Seed
giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường hoạt động mao mạch, thành mạch. Sản phẩm thứ hai, White Oregano Oil, với thành phần chính là tinh dầu oregano, vitamin E và cavacrol, cỏ xạ hương. Tinh dầu oregano có tác dụng kháng viêm rất mạnh, loại bỏ viêm nhiễm và vi khuẩn gây hại và tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin E giúp phục hồi ổ viêm loét, loại bỏ tế bào chết ở vùng da bị viêm nhiễm. Cavacrol, cỏ xạ hương, giúp kháng khuẩn, kháng virus và chống viêm mạnh mẽ. Chính vì thế, sự kết hợp của bộ đôi thuốc thảo dược Biloab gồm Horse Chestnut và White Oregano Oil là một giải pháp tuyệt vời dành cho người bệnh mạch lương. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại website của Bilora. Chúc bạn có một sức khỏe dồi dào. Thân chào và hẹn gặp lại. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.